Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bùi Tiến Dũng mỏi như khi bé con, tay chuyên bắt bóng cũng chào thua. Sau đám cưới đình đám của Bùi Tiến Dũng và Mẫu Tây, cuộc sống của cặp đôi luôn nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt sau khi cặp đôi đón em bé đầu lòng, người hâm mộ càng dành sự quan tâm, yêu mến hơn cho gia đình nhỏ này bất kỳ khoảnh khắc nào của quý tử nhà bùi tiến dũng xuất hiện đều thu hút về rất nhiều lực xem cuộc sống của cầu thủ bùi tiến dũng và bà xã tây nhận được rất nhiều sự chú ý dù đã chuyển sang một câu lạc bộ mới sống xa nhà thế nhưng bùi tiến dũng rất tâm lý chú đáo săn sóc vợ con mỗi khi có thời gian về thăm nhà anh đều thay vợ chăm con để cô có thời gian rảnh thế nhưng dù là thủ môn chuyên bắt bóng thì bùi tiến dũng đôi khi cũng cảm thấy quá mỏi với việc phải bé nhóc tì trên tay liên tục Chính vì vậy anh đã nhanh chóng đầu tư một chiếc xe đẩy cho cậu bé nằm bên trong và kéo nhóc tì đi vòng quanh nhà để cậu bé được vui mà bố cũng nhàn tay. Năm cầu thủ vui vẻ khoe sự nhanh trí của mình khi bạn bé quá mỏi tay. Bé con quá mỏi tay, nam cầu thủ nhanh chóng cho cậu nhóc lên xe đẩy đi vòng vòng trong nhà. Có thể thấy dù lần đầu làm bố, nhưng Bùi Tiến Dũng chăm con cực kỳ khéo. Anh luôn dành thời gian chăm con, đỡ đàn vợ trên trang tiktok cá nhân của dnk vợ bùi tiến dũng cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chồng thức khuya chăm con để cho vợ ngủ bùi tiến dũng xứng đáng là một ông bố điểm chuẩn xịn nửa đêm vẫn không ngại thức dậy dỗ con nhẹ nhàng để không đánh thức vợ bùi tiến dũng nửa đêm thức dậy dỗ con cho vợ ngủ Cách đây vài ngày, nam cầu thủ cũng khoe hình ảnh bất lực trong việc dỗ con ngủ. Dù ông bố biển đã quá buồn ngủ, mắt sắp nhắm lại nhưng quý tử thì vẫn bận chơi. Nam cầu thủ vừa hài hước vừa bất lực thủ thị với cậu nhóc. Sao con ngủ được bây giờ? Thế nhưng ba muốn ngủ, làm ơn làm phước nằm đây với ba nhá. Nằm trong ba ngủ nhá. Có thể thấy dù đã quá khuya, sau cả ngày dài chàng thủ thành cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng thức trong con, dỗ con yên giấc thì mới có thể thoải mái chập mắt đã khuyên nhưng quý tử nhà bùi tiến dũng vẫn thức khiến bố bất lực bùi tiến dũng than vãn với con về việc mình đã buồn ngủ thủ thành vui vẻ trêu con nằm trong cho mình ngủ không chỉ khi quý tử chào đời mà trước đó trong thời gian bà xã mang bầu bùi tiến dũng cũng đã luôn kề cạnh giúp đỡ cô để cô không cảm thấy tủi thân mệt mỏi khi mang bầu hầu như mọi việc trong gia đình đều do một tay bùi tiến dũng lo từ nấu cơm cho tới giặt quần áo khi vợ bầu bì đứng lên ngồi xuống khó khăn bùi tiến dũng cũng không ngần ngại mà quỳ xuống để đi giày cho vợ bùi tiến dũng luôn kề cạnh vợ trong suốt quá trình sinh sau khi có con hai vợ chồng vẫn tranh thủ thời gian trốn con nhờ ông bà chăm để có những khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi có thể thấy dù lần đầu lên chức nhưng cặp đôi đã tìm hiểu cũng như chuẩn bị rất kỹ để cho quý tử những gì tốt nhất cặp đôi cũng chưa tiết lộ nhân sắc của nhấp Tỳ với truyền thông công chúng mà giữ rất kín qua những bức ảnh lấp ló ai cũng mong có thể nhìn thấy gương mặt nhóc tì của cặp đôi trai tài gái sắc này cặp đôi hạnh phúc khi có sự xuất hiện của quý tử cậu nhóc được bố mẹ trang trí cho một căn phòng toàn màu xanh cậu nhóc lớn phỏng phao bù bẩm dù bố mẹ vẫn chưa để lộ mặt dù bận rộn nhưng bùi tiến dũng vẫn ghi điểm khi khéo léo chăm sóc vợ con đúng chuẩn bố biển hy vọng trong thời gian tới cặp đôi sẽ cho người hâm mộ được chứng kiến diện mạo của quý tử đầu lòng Bên cạnh những tin tức giới trẻ, đời sống được cập nhật liên tục tại tin mới nhất. Chăm con vốn không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là các ông bố. Thế nhưng nhiều người luôn cố gắng tìm hiểu để có thể phụ giúp đỡ đàn vợ. Giống như Bùi Tiến Dũng, dù công việc bận rộn, buộc phải có thời gian nghỉ ngơi để đủ sức thi đấu, thế nhưng khi có thời gian anh luôn tranh thủ chăm con giúp vợ, thậm chí là thức cả đêm để dỗ con cho vợ có thời gian thư giãn. Có thể thấy dù làm bố bỉm lần đầu nhưng Bùi Tiến Dũng đã chăm con rất khéo, xứng đáng là hình mẫu của nhiều ông bố khác. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.